Cuộc sống làm mẹ đơn thân của Lương Bích Hữu sau khi chia tay Khánh Đơn. Lương Bích Hữu tận hưởng cuộc sống bình yên sau quãng thời gian từng phải đối diện với không ít thị phi. Lương Bích Hữu từng có thời gian hoạt động trong nhóm nhạc nữ HAT đình đám. Sau khi nhóm tan rã, cô phát triển sự nghiệp solo và ghi dấu ấn với nhiều ca khúc hit như Dằm Trong Tim, Cô Gái Trung Hoa, Học Cách Đi Một Mình. Là một trong những nữ ca sĩ được khán giả thế hệ 8X, 9X yêu thích và cô gặt hái không ít thành công trên con đường nghệ thuật, thế nhưng Lương Bích Hữu lại có đường tình duyên lận đận. Lương Bích Hữu và nhạc sĩ Khánh Đơn có thời gian dài vướng ồn ào chuyện tình cảm khiến dư luận dậy sóng. Thời điểm đó, Lương Bích Hữu bị nghi là người thứ ba xen giữa cuộc hôn nhân của Khánh Đơn và vợ cũ. Lương Bích Hữu mang bầu và sang Canada sinh con một mình và nói lời chia tay với Khánh Đơn. Lý do chia tay như Khánh Đơn chia sẻ, không tốt, vô tâm và không có trách nhiệm nên không thể tiếp tục đi cùng nhau được. Sau khi chia tay Khánh Đơn, Lương Bích Hữu cũng cắt bỏ mọi liên lạc với anh, làm mẹ đơn thân. Nữ ca sĩ không còn xuất hiện nhiều trên truyền thông. Lương Bích Hữu từng chia sẻ, tôi chỉ nghĩ mọi người chọn làm mẹ đơn thân cũng được. Thà để con không có ba còn hơn là có một người ba tuổi khiến gia đình không được trọn vẹn và nồng nàn, ấm áp. Hiện tại, Lương Bích Hữu tận hưởng cuộc sống bình yên. Sau quãng thời gian từng phải đối diện với không ít thị phi khi bị chỉ trích là kẻ thứ ba phá hoại cuộc sống gia đình nhạc sĩ Khánh Đơn, cô xuất hiện trên truyền thông nhiều hơn và dành thời gian cho công việc và cuộc sống cá nhân.